Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Sản phẩm du lịch về đêm của Huế còn quá đơn điệu, chưa có sức hút và tạo được hiệu quả kinh tế như mong đợi. Đầm Lập An đang bị xâm hại lấn chiếm bởi các hoạt động kinh doanh nuôi thủy sản tự phát không theo quy hoạch, dùng lốp xe cũ cắm cọc bê tông để nuôi hàu làm cho không gian cảnh quan đầm trở nên nhếch nhác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội kết nối tới 63 điểm cầu tỉnh thành phố trong cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà giáo lão thành, đại diện các cơ sở giáo dục. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cùng đại diện các sở ngành địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục nâng lên. Thí sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế đạt thành tích cao. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đảm bảo nghiêm túc, an toàn với tỷ lệ tốt nghiệp toàn quốc đạt 98,88%. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong năm học như tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, thiếu giáo viên môn tiếng Anh, tin học đối với tiểu học, môn âm nhạc mỹ thuật đối với trung học phổ thông khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số địa phương còn bị động về nguồn tuyển dụng, chưa có chính sách đột phá thu hút giáo viên đến công tác ở những địa bàn khó khăn hơn. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục Việt Nam đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 4 cấp tiểu học, lớp 6, 7, 8 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11 cấp trung học phổ thông. Tiếp tục thực hiện nội dung dạy học lớp 5, lớp 9, lớp 12, chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo hướng tinh giản phù hợp, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại Thừa Thiên Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024. Cụ thể, học sinh tựu trường ngày 28 tháng 8, riêng đối với lớp 1, lớp 6, lớp 10 tựu trường vào ngày 22 tháng 8. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt cùng với các địa phương trên toàn quốc vào 7 giờ ngày 5 tháng 9. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục Việt Nam đạt được trong năm học vừa qua, góp phần khẳng định vị thế như việc cải thiện vị trí xếp hạng các trường đại học trong các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời yêu cầu các bộ ngành liên quan, các địa phương nghiên cứu những lĩnh vực mà ngành địa phương mình còn hạn chế, yếu kém để có giải pháp cải thiện. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh chất lượng giáo dục phải được nâng lên cùng với chất lượng giáo viên. Phải có chính sách khuyến khích học sinh giỏi vào ngành sư phạm, tạo môi trường hệ sinh thái giáo dục phát triển lành mạnh, bình đẳng, sáng tạo, khuyến khích đổi mới. Ngoài ra cần chú trọng đến hoạt động truyền thông để nhân dân hiểu các chủ trương, đường lối chính sách về giáo dục, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân. Chiều nay, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai trên 20 chương trình tín dụng chính sách xã hội, dư nợ đến 31 tháng 7 năm 2023 là 4.000 tỷ đồng với trên 93.000 khách hàng đang còn dư nợ. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân 16,4% một năm. Chính sách tín dụng xã hội cùng với các nguồn lực khác góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,56% vào cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách đầu tư tại các xã xây dựng nông thôn mới đã giúp 65 trên 94 xã được công nhận đạt chuẩn. Để giải quyết nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của người lao động trong năm 2023, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam bổ sung 50% số vốn còn thiếu.
khẳng định vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện đến mọi mặt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như tăng cường khối đại đoàn kết, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, trong bối cảnh địa phương đang thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, nguồn lực đầu tư càng có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, mong muốn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh về nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Qua thực tiễn kiểm tra đánh giá tại các địa phương, đặc biệt là tại huyện miền núi A Lưới, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng đề nghị tỉnh cần ra soát tổng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn, từ đó xây dựng tổng nhu cầu vốn tín dụng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định rõ nhu cầu vốn từ Trung ương. Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cam kết sẽ đáp ứng nguồn lực hỗ trợ cho Thừa Thiên Huế theo nhu cầu, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tại buổi làm việc, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã trao tặng Thừa Thiên Huế số tiền 1 tỷ đồng trích từ nguồn quỹ đóng góp của cán bộ nhân viên hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Cũng trong khuôn khổ chuyển công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng đã kiểm tra, trao đổi về nhu cầu, kết quả thực hiện tín dụng của các tổ tín dụng qua các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống. Nghe báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện A Lưới của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8 năm 2023, dư nợ vốn tín dụng chính sách đạt hơn 447 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng 8,56%. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn, nợ khoanh giảm 17 triệu đồng so với cuối năm 2022. Toàn huyện có một phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện A Lưới, 18 điểm giao dịch của xã thị trấn với 222 tổ tiết kiệm và vay vốn, không có nợ quá hạn. Trong đó có 215 tổ hoạt động tốt, 7 tổ hoạt động khá và không có tổ xếp loại trung bình yếu. Thông qua chương trình tín dụng chính sách xã hội, trong năm 2023 đã cho 2.119 lượt hộ vay với số tiền hơn 97 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương 900 triệu đồng, để các hộ nghèo phát triển kinh tế, trồng rừng, phát triển đàn bò, trồng chuối già lùng, nuôi lợn hữu cơ, phát triển các làng nghề truyền thống, hỗ trợ việc làm với 15 chương trình tín dụng thực hiện trên địa bàn. Hoạt động ủy thác đã phối hợp với Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên huyện với dư nợ hơn 472 tỷ đồng. Để thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn vay chính sách xã hội đến với người dân, nhất là những hộ nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam bổ sung hỗ trợ 10 tỷ đồng cho huyện A Lưới để có nguồn vay tạo công ăn việc làm, giúp cho hộ nghèo phát triển kinh tế. Chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp đoàn đại biểu quốc tế đến từ Ủy ban tuyển chọn tạp chí khu vực của BRIM thuộc Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương do ông James Howlett, quản lý kỹ thuật Văn phòng Tây Thái Bình Dương của WHO làm trưởng đoàn nhân chuyển công tác tại thành phố Huế. Cùng tiếp còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều nỗ lực trong việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nỗ lực xây dựng 4 trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm văn hóa du lịch, trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao Ủy ban tuyển chọn tạp chí khu vực của WPRIM đã tổ chức phiên họp thường niên của chỉ mục y khoa khu vực Tây Thái Bình Dương tại tỉnh Thừa Thiên Huế lần này. Đặc biệt tại phiên họp, tạp chí Y Dược Huế của Trường Đại học Y Dược Huế đã vinh dự được duyệt vào chỉ mục WPRIM từ năm 2023. Đây là một tin vui đối với tỉnh, mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ tích cực hơn từ Tổ chức Y tế Thế giới, Ủy ban tuyển chọn tạp chí khu vực của WPRIM để cơ sở y tế của tỉnh ngày càng phát triển. Ông James Howlett cho biết, WPRIM là cơ sở dữ liệu của các tạp chí khoa học xuất bản trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của khu vực Tây Thái Bình Dương, được quản lý bởi Văn phòng Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, WPRO, nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu khoa học đáng tin cậy, miễn phí cho các tạp chí khoa học trong lĩnh vực sức khỏe trong khu vực. WHO, WPRO tổ chức các phiên họp của WPRIM hàng năm nhằm xét duyệt các tạp chí mới vào danh mục.
Sáng nay tại thành phố Huế đã diễn ra hội nghị thường niên của Hiệp hội các nhà biên tập tạp chí y khoa khu vực châu Á Thái Bình Dương APAME năm 2023 với sự tham dự của các nhà khoa học nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar, Philippines, Úc, Mông Cổ, Malaysia và Brunei. Với chủ đề xuất bản khoa học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hội nghị là cơ hội để mở rộng giao lưu thông tin khoa học, trao đổi kinh nghiệm và các xu hướng mới trong xuất bản khoa học. Đặc biệt, những thay đổi lớn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho các nhà khoa học, nhà biên tập trong khu vực và tại Việt Nam. Tại hội nghị, các nhà khoa học nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar, Philippines, Úc, Mông Cổ, Malaysia, Brunei đã có các bài báo cáo khoa học có chất lượng cao, cập nhật những vấn đề thời sự trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng khoa học 4.0. Hội nghị cũng thảo luận về lộ trình phát triển cho các tạp chí khoa học trong nước, tiến tới tham gia vào các chỉ mục tạp chí khoa học có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị APAME được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước thành viên. Đây là lần thứ hai hội nghị này được tổ chức tại Việt Nam sau lần thứ nhất vào năm 2010 tại Hà Nội. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố nền tảng số Đoàn Thanh niên trên Huế. Tham dự lễ công bố có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và sự hiện diện của hơn 200 đoàn viên thanh niên là đại diện cho các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Nền tảng số Đoàn Thanh niên trên Huế được xây dựng để đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Nền tảng số Đoàn Thanh niên tích hợp những thông tin cơ bản của tổ chức đoàn hội, hỗ trợ các bạn trẻ tìm kiếm thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ tiện ích khác. Nền tảng được tổ chức thành 3 khối, cụ thể khối truyền thông, trang thông tin điện tử của tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, khối các chức năng đoàn thanh niên. Bên cạnh đó, nền tảng có thể tích hợp liên kết với hơn 50 chức năng và hơn 20 dịch vụ tiện ích đang được cung cấp trên ứng dụng Huế. Đây là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên, là người bạn thân thiết, gần gũi và hữu ích với thanh niên, đồng thời tạo môi trường để đoàn hội các cấp tổ chức hoạt động đoàn kết tập hợp và định hướng thanh niên trên không gian mạng. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ra mắt Ban biên tập Tổ thông tin tuyên truyền Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027. Nhằm tăng cường phối hợp hướng tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập cho người dân thông qua việc thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, chiều qua Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế và Quỹ Samaun Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức ký biên bản ghi nhớ xây dựng các mô hình phát triển nông thôn mới. Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh. Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về tư vấn đề xuất làng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, trao đổi thông tin và hoạt động truyền thông cho dự án Xeomon Ungdong và làng thí điểm Xeomon và các dự án liên quan, hỗ trợ và tham gia đào tạo thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, trao đổi cán bộ, chuyên gia liên quan đến dự án. Quỹ Xeomon Hàn Quốc tại Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ dự án Huế áp dụng mô hình dự án Xeomon Ungdong hoặc làng thí điểm Xeomon vào dự án phát triển nông thôn mới bằng cách tư vấn hoặc đề xuất phương pháp Xeomon, hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, chương trình quốc tế do Quỹ Xeomon Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức về Xeomon Ungdong. Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm hợp tác mở rộng dự án Xeomon Ungdong và làng thí điểm Xeomon tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện thực hiện dự án tại địa phương, giới thiệu địa điểm, mô hình dự án, hỗ trợ truyền thông và kêu gọi cư dân tham gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Hoàng Hải Minh hy vọng việc hợp tác lần này càng làm tăng thêm tính đa dạng các hoạt động của Quỹ Xeomon Hàn Quốc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh cụ thể chi tiết nội dung hoạt động và chính sách cụ thể để hợp tác giữa hai bên giữ vững và phát triển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, Thừa Thiên Huế được chọn là một trong các địa phương xây dựng ít nhất một mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm và dần tiến đến hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt, thương hiệu sản phẩm du lịch đêm của Việt Nam. Điều này cho thấy tiềm năng lớn và sự kỳ vọng về khả năng phát triển các sản phẩm du lịch về đêm tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sản phẩm du lịch về đêm của Huế còn quá đơn điệu, chưa có sức hút và tạo được hiệu quả kinh tế như mong đợi. Ngay cuối tuần, tại phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu,
Dù không có cả hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhưng không khí tại các tuyến phố vẫn rất sôi động. Thời gian gần đây, lượng khách quốc tế đổ về đây tăng hẳn so với giai đoạn trước, trong khi đây không phải là mùa du lịch cao điểm của khách châu Âu. Điều này đã cho thấy sức hút của du lịch Huế đối với khách quốc tế. Tuy nhiên, mong muốn của các du khách khi đến với phố đi bộ là trải nghiệm các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Huế, thì tuyến phố này vẫn chưa đáp ứng được. Tôi tìm hiểu về phố đi bộ này ở các trang mạng xã hội và rất thích ẩm thực Huế. Nhưng đến đây chúng tôi cảm thấy thất vọng vì không như những gì mình nghĩ. Tôi muốn khám phá nhiều hơn chứ không phải chỉ là những cửa hàng ăn uống như thế này. Khi em đến đây là em muốn đi phố đi bộ thử, vì em nghe nói ở đây rất là kiểu thầm ốc và vui. Thì sau khi em đến đây thì em rất ấn tượng và vì ở đây có rất là nhiều khách nước ngoài. Nhưng mà có một cái là em thấy là khá nhiều quán bar mà em lại không có mong đợi quá về điều này. Cho nên là em mong là ở phố đi bộ của mình sẽ cải thiện thêm những cái quán ăn về ẩm thực chẳng hạn để tụi em có thể được thưởng thức hơn nhiều món ở Huế. So với phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu, phố đi bộ Hai Bà Trưng được chủ trọng đầu tư về cơ sở hạ tầng và được kỳ vọng sẽ là điểm đến mới thu hút người dân và du khách. Thế nhưng sau một thời gian hoạt động, khu phố này vẫn còn khá điều hưu, ít có cả hoạt động mang tính nghệ thuật và các điểm giải trí thu hút du khách. Đó là lý do vì sao người đến phố đi bộ chủ yếu là người dân xung quanh thành phố đến để dạo mát. Khi đến Huế em đã mua một số món quà lưu niệm để mang về cho người thân và bên cạnh thì em có cùng gia đình đi ăn uống và em cảm thấy ẩm thực ở Huế rất là ngon. Ngoài ra còn ở Huế còn có trà và làm đồ thủ công rất là đẹp. Em nghĩ là ở phố đi bộ Huế nên có thêm những cửa hàng lưu niệm, tại vì nãy giờ em đi khá là ít nên em sẽ mong muốn có thêm nhiều cửa hàng lưu niệm hơn. Đầu tiên em tới đây thì em cảm thấy phố đi bộ Huế rất là đẹp và hoành tráng ạ. Em nghĩ là ở đây thì mình có thể bổ sung thêm một số những cái hoạt động vui chơi mang truyền thống của Huế, một số những cái món ăn ẩm thực truyền thống thì em nghĩ nó sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho khách du lịch. Mong muốn rằng là phố đi bộ Hai Bà Trưng là có nhiều tiết mục văn nghệ biểu diễn ở phố đi bộ Hai Bà Trưng để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với Huế, tạo điều kiện cho quảng bá vì mọi người ở xung quanh đây bán được nhiều hơn. Còn rất nhiều hạn chế mà tỉnh cần khắc phục để tăng chất lượng các tuyến phố đi bộ, trong đó dễ nhìn nhận nhất là các hoạt động còn nghèo nàn, đơn điệu với hiệu quả kinh tế chưa rõ nét. Để cải thiện tình trạng này, thời gian tới, Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các loại hình biểu diễn nghệ thuật đường phố, quy hoạch lại từng khu vực riêng như khu vực ăn uống, khu vực trải nghiệm nghề truyền thống, khu vực biểu diễn nghệ thuật để phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Hiện nay thì thành phố Huế cũng phối hợp với các ban ngành, trong đó có du lịch, đang xây dựng đề án các tuyến phố về đêm và rộng hơn nữa là đề án kinh tế về đêm cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung cũng như thành phố Huế nói riêng. Và trong cái đề án này thì sẽ có những quy hoạch, là có những đề án nhỏ cụ thể cho từng tuyến phố hoặc là từng khu vực dự kiến sẽ tổ chức hoạt động về đêm. Không thể phủ nhận các tuyến phố đi bộ đã mang lại luồng sinh khí mới, nơi người dân có thể vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực, âm nhạc vào dịp cuối tuần. Thế nhưng phố đi bộ Huế vẫn chưa tạo được bản sắc cũng như tận dụng tiềm lực địa phương để thu hút khách du lịch từ nơi khác đến. Vì thế, các cơ quan chức năng cần có những chiến lược phát triển rõ ràng, cụ thể hơn. Thưa quý vị và các bạn, đầm Lập An ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc là thủy vực biệt lập thông ra biển Đông qua cửa Lăng Cô. Phía đông của đầm là khu đô thị ven bờ vịnh Lăng Cô, được công nhận là một trong các vịnh đẹp thế giới. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mặt nước xung quanh đầm Lập An đang bị xâm hại, lấn chiếm bởi các hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, nuôi thủy sản tự phát không theo quy hoạch, dùng lốp xe cũ, cắm cọc bê tông để nuôi hầu, làm cho không gian cảnh quan đầm trở nên nhếch nhác. Đây là địa điểm dừng chân, phong cảnh hữu tình khiến nhiều du khách thích thú check-in khi đến đầm Lập An, Lăng Cô. Thế nhưng tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan từ lốp xe cũ do người dân để lại khi nuôi hầu ngay dọc tuyến đường đi vào địa điểm này đã khiến đầm Lập An trong mắt du khách không còn đẹp trọn vẹn. Cảnh đây thì rất là đẹp và rất là hữu tình. Chỉ có một số cái một điểm nhỏ cần phải cải thiện, đó là cái việc mà để những cái bánh, cái lốp xe đẹp như rác thì nó hơi bẩn và nó làm cho cái cảnh quan nó ít có duyên hơn. Hy vọng là những cái này sẽ không còn nữa.
cảnh quan đấy thì nói có quy hoạch lên chúng rồi, có quy hoạch thì bắt đầu khi mà mình cảnh quan thì mình đẹp lên được, mình cải thiện, còn không thì dân một cái tự phát họ vẫn cứ làm được thì mình nó mà ấy được. Cho nên đâu có quy hoạch để có dự án hoặc là gì đấy. Bởi vì lượng khách du lịch là càng ngày càng rất là đông. Đấy, mà họ về đây mà thấy nhếch nhác thì cũng rất là khó. Đấy, họ cũng có ý kiến nhiều. Đầm Lập An là vùng đắc địa của thị trấn Lăng Cô để phát triển du lịch dịch vụ và nuôi trồng các loài thủy sản chất lượng. Hiện nay, tình trạng nuôi thủy hải sản trên đầm chưa được sắp xếp, quy hoạch bài bản. Ngoài ra, người dân đổ vỏ hàu, tạc vật liệu ven đầm Lập An cùng những công trình du lịch xây dựng dang dở. Chúng mình cảm thấy cũng ảnh hưởng, mình thậm chí bọn anh làm đi vô đi ra cũng thấy vướng nữa. Chứ đừng nói mà cảnh quan của người du lịch cũng biết chứ, nhưng mà đều cũng có nhiều hồ, mình có ý thức một xíu để mà nhiều hồ thì họ cũng chặn. Họ cũng làm kịp, nói chung kể sinh nhai người ta làm, bắt đầu là người ta cứ công việc quá, ham công việc quá và bỏ quên những cái này. Nhằm quản lý và phát triển sản xuất thủy sản gắn với du lịch sinh thái, bảo tồn mặt nước Đầm Lập An hài hòa, bền vững và đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc đã có quyết định phê duyệt đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An qua hai giai đoạn 2020-2025 đến 2026-2030 với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng. Mặc dù đề án được phê duyệt cách đây 3 năm, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được do nguồn kinh phí quá lớn, vượt khỏi khả năng tài chính của địa phương. Địa phương cùng phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của huyện đã định vị và cắm mốc phân vùng các cái vùng nuôi, mà hiện tại cái kinh phí thực hiện một cái đề án rất là lớn, là khoảng 700 đề án thì 73 tỷ, chứ cái kinh phí hàng hẹp quá thì muốn làm thì phải gọi các cái ban ngành cấp trên hỗ trợ kinh phí mà làm sắp xếp mặt nước trên đầm Lăng Cô lên lại thì quy hoạch là cái đầm này thì người dân vừa hưởng lợi về cái đánh bắt thủy sản mà cùng phối kết hợp với là phát triển du lịch tại địa phương sẽ được phát triển hơn. Thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tổ chức sắp xếp lại, cắm mốc lại các cái phân vùng, đồng thời tiến hành nhổ các cái cọc hầu, rồi thực hiện cái việc phân vùng cho bà con nuôi theo cái định hướng quy hoạch. Đồng thời với đó thì sẽ triển khai cái mô hình để nuôi hầu thân thiện với môi trường theo cái đề án mà Sở Khoa Công nghệ đã nghiệm thu và đã được chuyển giao cho huyện. Khai thác, sử dụng hợp lý và có hiệu quả cao tiềm năng mặt nước Đầm Lập An chính là việc làm cấp thiết hiện nay. Bởi khi bảo vệ cảnh quan, môi trường ở đây sẽ tạo điều kiện để người dân dựa vào đầm để nuôi trồng thủy sản, phát triển các dịch vụ du lịch, làm giàu trên chính quê hương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1986, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế, có hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ 30 ngày 20 tháng 7 năm 2023, Nguyễn Đức Thành đột nhập vào một trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế. Thủ đoạn của Thành là trà trộn vào phụ huynh đưa con đi học, sau đó đi thẳng vào phòng hành chính của trường lấy trộm một điện thoại di động và 4 triệu đồng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế nhanh chóng xác minh, truy xét đối tượng gây án. Đến ngày 11 tháng 8 năm 2023 thì bắt giữ được Thành, đồng thời thu hồi tang vật của vụ án. Được biết, Thành là đối tượng có 7 tiền án tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và ma túy. Công an thành phố Huế cảnh báo, để phòng ngừa trộm cắp tài sản, các cơ quan trường học cần có bảo vệ giám sát các trường hợp ra vào. Tài sản phải được bảo vệ, đóng khóa cửa cẩn thận. Ngoài ra, vừa qua trên địa bàn có số đối tượng lợi dụng cả gia đình có đám tang trà trộn. Người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.